Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP cả quý 3 và 9 tháng đầu năm đều ở mức thấp nhất của các tháng 9 và 9 tháng trong giai đoạn 2011-2020. Thậm chí nếu muốn đẩy về so sánh với cả 10 năm trước đó nữa thì tình hình cũng không khá hơn. Tuy nhiên, việc nền kinh tế Việt Nam vẫn có tăng trưởng dương đã là một kết quả đáng ghi nhận, cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu kép vừa ngăn chặn phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa duy trì tăng trưởng kinh tế. Mới đây, tại cuộc họp chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ ngành, trưởng ngành triển khai ngay các nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhanh chóng khắc phục, không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc tăng tốc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội năm 2020. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đây là những lô hàng trái cây đầu tiên xuất khẩu sang châu Âu và được hưởng thuế suất ưu đãi từ EVFTA, trị giá khoảng 75.000 đô la Mỹ. Từ đó chính thức mở đường cho trái cây Việt thẳng tiến vào thị trường lớn với khoảng 500 triệu dân. Những khách hàng hồi xưa giờ mua hàng Thái Lan, người ta đã chuyển qua tìm hiểu hàng Việt Nam nhờ vào cái lợi thế thuế suất như hiện nay. Và sắp tới thì tôi nghĩ là sẽ có rất là nhiều doanh nghiệp hiện nay người ta mua, ta thay vì nhập khẩu hàng của nước khác, ta sẽ nhập khẩu hàng của nhiều Việt Nam, cái nhà nhập khẩu và các doanh nghiệp ở Việt Nam thì cũng sẽ tranh thủ cơ hội này để chúng ta có thể liên hệ, liên kết và ký hợp đồng làm ăn, và chúng ta tăng cường nhiều xuất khẩu nhiều hơn vào thị trường EU. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ trong 2 tháng vừa qua, khi mà hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, xuất khẩu nông lâm thủy sản sang EU ghi nhận tăng trưởng rõ rệt. Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 30,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là điểm sáng trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động không nhỏ, đã có lúc một số ngành hàng chủ lực bị tắc nghẽn do chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Tháng 8 tăng so với tháng 9, tháng 7 là 11,5%. Tháng 9 tăng so với tháng 7 là 32,4%. Và những tháng tới đây sẽ còn tiếp tục tăng. Các cái doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam rất giỏi. Từ nay đến cuối năm thì một số mặt hàng của chúng ta có lợi thế tiếp tục được đẩy mạnh phát huy. Mặt hàng tôm vào châu Âu, mặt hàng gỗ tiếp tục được đẩy mạnh. Hay là các mặt hàng hoa quả thì hiện nay một số các doanh nghiệp chế biến cái đơn hàng rất là nhiều. Với kết quả này đã đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu khả quan với mức tăng 4,2%. Thặng dư thương mại cao kỷ lục với 17 tỷ đô la Mỹ là mức cao nhất trong 4 năm qua. Đặc biệt khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng, tăng hơn 20%. Có 30 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ và 5 mặt hàng trên 10 tỷ đô la Mỹ. Với cái sự được giá được mùa của lúa ở miền Nam và đặc biệt là khai thác được cái lợi thế trong xuất khẩu lúa gạo thời gian vừa qua đối với thị trường châu Âu, cũng như là thay đổi diện tích cây trồng để phù hợp với tình hình hạn hán xâm nhập mặn, cũng như là nâng cao chất lượng của các sản phẩm, chúng ta đã tham gia vào các thị trường xuất khẩu với các mặt hàng nông sản giá trị cao. Đây chính là một trong những điểm sáng để đảm bảo nông nghiệp luôn là trụ đỡ, giữ vững được cái thương hiệu là trụ đỡ của nền kinh tế. Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 2,69%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,6% và là mức tăng thấp nhất của 9 tháng, các năm từ 2011 đến năm 2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh được kiểm soát tốt, các lĩnh vực của nền kinh tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2020 đã có sự khởi sắc, mở ra hy vọng sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm. Ở nước ta, 9 tháng đầu năm tăng 31% so với kỳ năm trước. Đây là mức tăng ấn tượng mà từ trước nay ít năm có được như vậy. Và đây cũng là điểm sáng để hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp. Như ta biết, đầu tư công, đầu tư nói chung của đầu tư công nói riêng tăng cao thì đã kéo theo nhiều ngành kinh tế phát triển. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau hai đợt bùng phát dịch bệnh vào tháng 3 và tháng 7 đã ảnh hưởng lớn nhưng chúng ta đã kiểm soát thành công và thực hiện mục tiêu kép thắng lợi, đặc biệt là kinh tế tháng 9 có sự tăng trưởng cao hơn. Thực tế, nền kinh tế nước ta đã đi qua đáy trong quý 2 và đang phục hồi theo hình chữ V. Cùng với đó, tăng trưởng trong quý 3 đã góp phần cho tăng trưởng cả năm. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh các nước ASEAN hay các đối tác lớn đều tăng trưởng âm và chuỗi cung ứng trên thế giới đang bị đứt gãy.
Dù có dấu hiệu phục hồi khi dịch bệnh được kiểm soát, tuy nhiên nhiều chuyên gia cảnh báo cho rằng chặng đường phục hồi kinh tế vẫn còn lắm chông gai. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Gần 30 năm kinh doanh tại chợ Cồn, nhưng chưa bao giờ bà Loan và những người kinh doanh tại đây lại chứng kiến cảnh trầm lắng của thị trường bán lẻ tại ngôi chợ vốn sầm uất nhất Đà Nẵng này. Từ ngày 5 tháng 9, hầu hết các tiểu thương tại đây đã mở cửa kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, lượng khách giảm đến hơn 60% so với cùng kỳ, khiến hàng hóa không thể lưu chuyển. Hoạt động kinh doanh rơi vào cảnh điều hưu như thế này. Như khi mà Covid xong rồi á, là buôn bán trở lại thì khách rất là ít. Cho nên là tiểu thương cũng vẫn là khó khăn. Trên các con phố cổ của Hà Nội như Gia Ngư, Đinh Liệt, Hàng Bè, tỷ lệ các cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa là 70%. Với số 30% còn mở cửa, tình hình không sáng sủa hơn. Mà hiện tại chúng tôi cố để mà trụ nhưng mà ngày ngày chỉ được đổ khoảng 1-2 khách vào. Khách Tây du lịch thì hoàn toàn không có, kể cả miền Nam cũng không ra. Đấy, thế cho nên là trong cái chuyện buôn bán là rất là khó khăn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 chẳng khác gì cơn bão quét qua những khu phố vốn được mệnh danh là những tuyến đường năm sao. Đường Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn quận 1 hay khu Hàn Quốc quận 7, cứ 10 cửa hàng thì có đến 3 cửa hàng đóng cửa. Vì thế những mặt hàng trị giá hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn đô như thế này giờ trở thành nơi tập trung tán gẫu của các tài xế hay người bán hàng rong. Các cửa hàng ví dụ có làm đẹp spa rồi biết đây thì nghỉ nhiều, không có khách. Trước thì khách cũng ra vào nườm nượp nhưng mà ít lắm, giờ lại ít lắm, không có khách. Nên là đây mấy cái đóng cửa, khách sạn kia cũng có khách đâu, cũng đắp chiếu luôn. Ở trên kia mấy cái nhà hàng ở Nhật ta thuê ta bán đồ ăn Nhật thì nó đóng cửa. Đại dịch COVID-19 cũng khiến các SMEs và các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều doanh nghiệp do thiếu việc đã và đang có kế hoạch giảm bớt lao động hoặc đóng cửa nhà máy. Một số doanh nghiệp thì giảm giờ, giảm ngày làm việc và cho người lao động nghỉ luân phiên. Nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải đóng cửa do sức mua giảm, kinh doanh không có lợi nhuận. Trong 9 tháng năm 2020, nước ta đã ghi nhận hơn 70.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và đóng cửa. Trong đó chủ yếu là SMEs và hội kinh doanh cá thể, ảnh hưởng tới hơn 31 triệu người lao động. Đây là những thách thức rất lớn đối với Việt Nam và các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong 9 tháng đầu năm nay thì cũng còn nhiều khó khăn so với 9 tháng đầu năm 2019. Cụ thể là một số các cái chỉ tiêu về thất nghiệp, về lao động, lực lượng lao động, rồi về thu nhập của người lao động trong quý 3 thì đã tốt hơn so với quý 2. Tuy nhiên thì so với cùng kỳ năm trước thì vẫn còn thấp. Đối với một số ngành nghề, người lao động bị ảnh hưởng nhiều nhất, trong đó ảnh hưởng về thu nhập đó là một số ngành như là nghệ thuật vui chơi giải trí, ngành dịch vụ, ăn uống, rồi ngành vận tải kho bãi. Đấy là một số những ngành mà có cái tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng về thu nhập rất là cao. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, chúng ta vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như các rủi ro bên ngoài khi dịch bệnh chưa thuyên giảm ở nhiều nước. Một số thách thức từ nội tại như ngành công nghiệp xây dựng vẫn tiếp tục ảnh hưởng bởi sự đứt gãy của cung ứng của các thị trường xuất khẩu chính là vẫn gặp nhiều khó khăn nhất là các nước lớn. Lĩnh vực du lịch tác động lớn và phục hồi chậm. Phía cầu tiêu dùng phục hồi chậm khi tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ 9 tháng chỉ tăng 0,7%, tức là mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ được tăng thấp và thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng của các năm trước đây. Đây cũng thể hiện một cái điều đó là khó khăn vấn đề thu nhập cũng như là vấn đề tiêu dùng trong cái tình trạng mới như tôi báo cáo ở trên. Các chuyên gia nhấn mạnh, dù dấu hiệu khởi sắc khá rõ ràng, nhưng đó chỉ là khởi sắc trong khó khăn. Bởi thực tế, số liệu thống kê cũng cho thấy, tăng trưởng GDP cả quý 3 và 9 tháng năm 2020 đều ở mức thấp nhất của các tháng 9 và 9 tháng trong giai đoạn 2011-2020. Thậm chí nếu muốn đẩy về so sánh với cả 10 năm trước đó nữa, thì tình hình cũng không khá hơn. Tại cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành triển khai ngay các nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhanh chóng khắc phục, không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc tăng tốc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội năm 2020. Đánh giá về tình hình kinh tế xã hội, những điểm sáng, mặt được chủ yếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đầu tiên là dịch COVID-19 nhanh chóng được kiểm soát, tạo điều kiện sớm khôi phục nền kinh tế. Hai đợt bùng phát dịch bệnh vào tháng 3 và tháng 7 đã ảnh hưởng rất lớn, nhưng chúng ta đã kiểm soát thành công và thực hiện mục tiêu kép thắng lợi. Đặc biệt là kinh tế tháng 9 có sự tăng trưởng cao hơn.
thực tế nền kinh tế nước ta đã đi qua đáy trong quý 2 và đang phục hồi theo hình chữ V. Tăng trưởng quý 3 này đã góp phần cho tăng trưởng cả năm ở 9 tháng 2,12%. Đó là một cái đáng khích lệ trong lúc các nước ASEAN đều âm và thế giới cũng đang cắt cái chuỗi đứt gãy của nền kinh tế, nhất là đối tác lớn của chúng ta đều là tăng trưởng âm, mặc dù họ kích thích nền kinh tế rất là mạnh mẽ. Và với tình hình này, khả năng cả năm 2020 chúng ta có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 2,5% và chúng ta sẽ phấn đấu tăng trưởng khoảng 3%. Tuy vậy, Thủ tướng lưu ý, kinh tế Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như các rủi ro bên ngoài khi dịch bệnh chưa thuyên giảm ở nhiều nước. Và dù tăng trưởng đã cố gắng, nhưng mà chúng ta vẫn thấy tăng trưởng này rất thấp so với tiềm năng, so với kỳ vọng mà chúng ta đặt ra đầu năm do Covid. Đó là nhiều ngành, nhiều lĩnh vực vẫn còn rất nhiều khó khăn, như là dịch vụ, đặc biệt là du lịch, hàng không, vận tải, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn rất nhiều khó khăn. Cái số doanh nghiệp ngừng hoạt động là vấn đề rất quan trọng. Giải pháp nào? Và thứ ba là chính sách hỗ trợ mới bảo đảm để thực hiện nghị quyết 42 hiệu quả, khả thi, lần này chúng ta phải khắc phục. Đó là nghị quyết 42 được bổ sung lần này và quyết định 15 để hỗ trợ cho doanh nghiệp vay trả lương đã được đặt ra. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế, trong đó phải xây dựng mô hình chuỗi giá trị đối với từng loại sản phẩm ưu tiên, tập trung tháo gỡ khó khăn cho những dự án, những chương trình để thúc đẩy tăng trưởng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xem xét chủ đề du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn trong 3 tháng cuối năm. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đầu tư tư nhân, bao gồm cả đầu tư trong nước và FDI. Bộ Công Thương phải chủ trì kế hoạch triển khai nghị quyết số 115 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ủy ban quản lý vốn nhà nước thúc đẩy các tập đoàn, tổng công ty đẩy mạnh đầu tư để góp phần tăng trưởng. Tiếp tục mở rộng khai thác hiệu quả thị trường, đẩy mạnh kích cầu thị trường nội địa. Thủ tướng nêu rõ, chuyển đổi số phải trở thành ưu tiên quốc gia, đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế số, giao dịch điện tử, thanh toán điện tử, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thủ tướng đề nghị các bộ liên quan sớm đề xuất gói hỗ trợ an sinh xã hội bổ sung đợt 2 và tạo thuận lợi cho giải ngân tốt hơn nữa. Trong báo cáo mới được Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố nhận định, dù triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và dài hạn vẫn rất tích cực, song những nguy cơ lớn vẫn còn, ADB dự báo nền kinh tế của Việt Nam sẽ tăng trưởng 1,8% trong năm nay. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình VITV. Trong bối cảnh COVID-19 thì chính phủ Việt Nam đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng từ 2 đến 3%. Ông đánh giá như thế nào về cái mục tiêu tăng trưởng này ạ? Cái mức độ tăng trưởng từ 2 đến 3% là có thể đạt được. ADB dự báo là 1,8%. Nó cũng nằm trong cái khoảng đó, bởi vì là mức độ tăng trưởng đó thì là gần với cái tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam thì là có thể đạt được. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là khi dịch bệnh xảy ra thì là Việt Nam đang ở cái tốc độ tăng trưởng rất là mạnh, tức là từ 7%, năm liên tục trong 2 năm 7%, thì là với cái tốc độ tăng trưởng mạnh như thế, với cái tiềm năng kinh tế mạnh như thế, khi dịch bệnh xảy ra thì là cái tốc độ tăng trưởng Việt Nam nó bị chững lại. Nhưng mà bởi vì với cái đà tăng trưởng mạnh như thế cho nên là mức độ chứng lại của Việt Nam là nó từ 1,8 hoặc là từ 2 đến 3% chính phủ là hoàn toàn có thể thực hiện được, bởi vì là cái tiềm năng tăng trưởng cũng như cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong vòng 2 đến 3 năm vừa rồi. Cái rủi ro đối với nền kinh tế thì là nó cũng vẫn là những cái rủi ro mà có lẽ là với gần như với tất cả các nước, bởi vì là cái rủi ro lớn nhất vẫn là cái tình hình dịch bệnh. Cho đến bây giờ là rất khó dự đoán tình hình dịch bệnh. Và nếu như mà tình hình dịch bệnh mà không được kiểm soát thì nó sẽ tác động đến kinh tế. Và tất nhiên vấn đề lây lan trong cộng đồng, bởi vì là vấn đề lây lan trong cộng đồng, Việt Nam là đã chứng tỏ cho thế giới thấy là gì, là chỉ cần ngăn chặn được sự lây lan trong cộng đồng ấy, thì là đã tạo điều kiện cho phát triển kinh tế rất mạnh. Nhưng mà nó vẫn là rủi ro, bởi vì gọi là những cái nguy cơ lây lan trong cộng đồng nó vẫn sẽ xuất hiện nếu như Việt Nam dần dần mở cửa nền kinh tế.
thì nó sẽ tiếp tục xuất hiện. Và làm thế nào để có thể kiểm soát, đấy là cái rủi ro thứ nhất. Cái rủi ro thứ hai tất nhiên là cái tăng trưởng kinh tế toàn cầu, bởi vì cái tăng trưởng kinh tế toàn cầu như dự báo ví dụ như là đối với các nước châu Á rất là âm 0,7%, tức là mức tăng trưởng âm, tương tự các nước khác gần như là bước vào suy thoái, cho nên là cái tăng trưởng kinh tế toàn cầu nó sẽ tác động đến nhu cầu toàn cầu và từ đó nó sẽ hạn chế cái gọi là cái động lực tăng trưởng của Việt Nam với một nền kinh tế là phụ thuộc vào bên ngoài rất nhiều. Và cuối cùng tất nhiên là quay lại cái câu chuyện, tức là về vấn đề thực hiện những cái gói hỗ trợ của chính phủ. Bởi vì nếu vấn đề thực hiện này mà chậm thì nó cũng sẽ hạn chế đi cái sự phục hồi của nền kinh tế. Đâu là những cái khuyến nghị của ADB dành cho kinh tế Việt Nam trong trung hạn và dài hạn ạ? Về triển vọng trung hạn và dài hạn thì đối với Việt Nam thì là trước hết là vẫn là tiếp tục thực hiện những cái mà cam kết về cải cách cũng như là những cái nội dung về cải cách, và đặc biệt là ví dụ những cải cách về doanh nghiệp nhà nước, rồi những cái cải cách về thị trường tài chính, thị trường vốn. Và vấn đề thứ hai nữa là tất nhiên là cơ sở hạ tầng nó rất quan trọng, bởi cho đến hiện nay thì là bản thân cái chi phí logistics của Việt Nam ấy là nó liên quan đến cơ sở hạ tầng mà, thì là nó khoảng tầm khoảng 20% của GDP, thì là đây là một cái chi phí là tương đối cao so với các nước khác. Thứ ba nữa là tất nhiên là vấn đề là về ứng phó biến đổi khí hậu, bởi vì là Việt Nam nó là trong những cái nước mà nằm trong cái tác động khí hậu biến đổi khí hậu rất mạnh, cho nên Việt Nam cũng cần phải cân nhắc xem xét cái vấn đề về biến đổi khí hậu, và thứ tư nữa là vấn đề cái chuyển đổi số. Để kinh tế Việt Nam thì là cho thấy là trong cái đặc biệt là trong dịch Covid, quá trình chuyển đổi số là một cái quá trình tất yếu, và làm thế nào để có thể chuẩn bị được cái hệ thống về pháp luật cũng như là cách ứng xử của người tiêu dùng trong cái quá trình chuyển đổi số là nó cũng rất là quan trọng. Và cuối cùng nữa là vấn đề năng suất lao động, bởi vì là vấn đề năng suất lao động ở đây là thực chất nó là cái dấu hiệu của cái bẫy thu nhập. Bởi cho thấy là hầu hết những nước mà bị rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình đều là những nước mà mình là bị kẹt vào cái bẫy năng suất lao động. Thực chất nói là bẫy thu nhập trung bình nhưng mà nó là bẫy năng suất lao động, tức là cái khi mà chi phí đầu tư nó tăng lên, thế nhưng mà cái hiệu quả nó vẫn không hề tăng. Thì có lẽ là cái làm thế nào để Việt Nam tăng cường được tức là cải thiện được năng suất lao động, thì cái này rất quan trọng. Mà để cải thiện năng suất lao động thì nó lại quay lại cái câu chuyện là gì, là về năng lực, rồi về công nghệ, rồi thì về đầu tư, tất cả những cái đó là nó tác động đến năng suất lao động. Một lần nữa xin cảm ơn ông ạ. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tiêu điểm của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.